lục đạo là giả mười pháp giới cũng là giả trong này chỉ có khổ không có vui gọi là vui chỉ là khổ tạm ngừng mà thôi trong kinh đức phật đưa ra ví dụ rất hay mỗi chúng sanh vừa sanh ra đã có một bệnh lớn bệnh này là gì bệnh đói quý vị xem không ăn một bữa cơm là đói đói là khổ một ngày không ăn cơm thì càng khổ người bình thường bảy ngày không ăn sẽ chết đây là sanh ra đã có ẩm thực là gì ẩm thực chính là trị bệnh đối trị với bệnh đói ẩm thực ví như uống thuốc ngày ba lần có khi chưa đủ còn phải thêm điểm tâm là trị bệnh đói quý vị không biết đói là bệnh bệnh này không thể giải quyết không trị được quý vị nói người này có gì vui đức phật không phân tích chúng ta lãng quên không nghĩ đến vấn đề này nghe đức phật nói suy nghĩ tỉ mỉ rất có đạo lý thế giới cực lạc không cần ăn cơm Ở thế gian này của chúng ta Dục giới thiên Tử vương thiên, đao lợi thiên Gần giống với nhân gian Dạ ma thiên Đối với Thất tình lục dục ngày càng đạm bạc Đến sắc giới thiên thì không còn nữa người ở sách giới thiền không cần ăn cơm cũng không cần ngủ nghỉ họ không bị hôn trầm cũng không mệt mỏi không cần ăn uống thân thể vẫn mạnh khỏe thọ mạng rất dài họ dựa vào điều gì trong kinh đức phật nói thiền duyệt vi thực duyệt là hỷ duyệt hỷ duyệt này từ đâu mà có từ trong thiền định thiền định không phải chết trong thiền định có cảnh giới trong thiền định có trí tuệ định tuệ sông tu gọi là thiền định nếu có định không có tuệ thì nhà phật gọi là ngoại đạo Nhà Phật nói Tam học giới định tuệ Trong định có tuệ Trong tuệ có định Niệm Phật Là tu thiền định Trong Đại Tập Kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Trì danh niệm Phật Là vô thượng thâm diệu thiền Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là định. Hành trú tọa ngọa đều ở trong định, không nhất định phải ngồi xếp bằng quay mặt vào vách. Pháp tu định này vô cùng linh hoạt. Không trở ngại công việc của quý vị. Là phương pháp tu hành tốt nhất. đối với người công việc bận rộn thân thể đang làm việc thân thể là bộ máy cần phải hoạt động không hoạt động nó sẽ bị rò rỉ bị hư thân thể phải vận động nhưng tâm phải thanh tịnh trong tâm có ý niệm tâm sẽ hư hoại trong tâm không có ý niệm là chân tâm có ý niệm là vọng tâm